xin chào tất cả các bạn. Thì ở phiên livestream trước chúng ta đã tiến hành ôn tập bài lipid chất béo. Đấy chính là bài ở trong chương este lipid. Thì các bạn nhớ rằng thì đối với cái bài này về bản chất lý thuyết thì nó không khác nhiều so với bài este. Bởi vì chúng ta đã biết rồi, bản thân chất béo đấy là trieste, có nghĩa là este ba chất của các axit béo và glycerol. Vậy thì đối với cái phiên livestream này thì cô sẽ sửa một số câu hỏi trắc nghiệm có trong đề thi từ trước. Đấy. Hy vọng các bạn sẽ chú ý và lắng nghe. Bây giờ câu hỏi số 1, đây là một câu hỏi về lý thuyết. Phát biểu nào sau đây không đúng? Đáp án A, triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hydro khi đun nóng có sức tác niken. Đáp án B, chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Đáp án C, chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm. Và đáp án D, chất béo là trieste của ethylene glycol với các axit béo. Vậy đối với câu hỏi này thì nếu như các bạn nắm rõ lý thuyết thì các bạn sẽ đánh rất là nhanh luôn. Các bạn đọc qua là các bạn biết câu nào nó đúng rồi. Bây giờ đáp án A này, triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hydro khi đun nóng có xúc tác niken. Vậy các bạn nhớ lại câu thử phản ứng cộng hydro khi đun nóng có xúc tác niken thì những anh nào sẽ phản ứng được? Đấy là những cái anh có liên kết đôi, nối đôi CC hoặc nối 3CC. Ngoài ra thì những còn trong chương trình của chúng ta thì còn có cái anh này, cái anh nhóm chức aldehyde hoặc là cái anh nhóm chức ceto. Đấy. Thì đối với triolein thì cô nhắc lại lý thuyết một tí cho các bạn ha. Triolein đây chính là chất béo không ngon. Vậy triolein có công thức là gì đấy các bạn nhỉ? C17H30 3COO tất cả 3 lần C3H5. Về triolein thì các bạn nhớ rằng gốc C17H33 này nó có một liên kết đôi CC. Mà ở đây ba gốc thì nó có ba liên kết đôi CC. Vì vậy nó có khả năng phản ứng cộng với hydro xúc tác niken nhiệt độ. Vậy đáp án A là câu đúng, đúng chưa? Còn đề người ta yêu cầu chúng ta là đi tìm phát biểu không đúng. Rồi, bây giờ chúng ta qua đáp án B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước. Đây chính là phát biểu đúng, đây chính là tính chất vật lý của chất béo. Về chất béo thì nó không tan trong nước, đúng không? Và nhưng mà nó tan được trong các cái dung môi hữu cơ thông thường như xăng hay là benzen. Và nhẹ hơn nước, đây chính là câu phát biểu đúng. Đáp án C, chất béo bị thủy phân trong dung dịch kiềm. Về bản thân chất béo thì nó là trieste. Và các bạn nhớ rằng nhóm chức este thì nó sẽ bị thủy phân, đúng không? Và khi thủy phân este thì chúng ta có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đấy là phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Thì đây là phản ứng thuận nghịch. Còn trường hợp thứ hai là phản ứng thủy phân trong môi trường trường kiềm. Và đối với phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm thì người ta gọi nó là phản ứng este hóa. Vậy đáp án C cũng là phát biểu đúng, đúng chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta qua đáp án D này, chất béo là trieste của ethylene glycol với axit béo. Thì ở đây là nó không chính xác. Không chính xác ở đâu? Đã là trieste có nghĩa nó là este ba chức. Mà ethylene glycol là ancol đa chức rồi, ancol hai chức mất rồi, đúng không? Vậy đây là cái phát biểu không chính xác. Nếu muốn chính xác thì chúng ta phải sửa lại nó là trieste của
glycerol với các axit béo, đúng chưa? Vậy đối với câu hỏi số 1, chúng ta sẽ chọn đáp án D. Chúng ta kết thúc câu hỏi số 1 ở đây và chúng ta chuyển sang nội dung câu hỏi số 2 nha các bạn. Số 2 của chúng ta có nội dung như sau. Thủy phân hoàn toàn 444 gram một lipid thu được 46 gram glycerol và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là đáp án A C15H31COOH. Đáp án B và C17H35COOH. Đáp án B C17H31COOH và C17H33COOH. Đáp án C C17H33COOH và C15H31COOH. Đáp án D C17H33COOH và C17H35COOH. Đây chính là đề thi tuyển sinh khối A năm 2007. Bây giờ chúng ta cùng nhau xử lý câu hỏi này. Đối với câu hỏi này, 444 gram lipid thủy phân, đúng không? Thủy phân ở đây thu được axit béo thì rõ ràng rằng nó phải thủy phân trong môi trường axit rồi. Thu được 46 gram glycerol. Và hai loại axit béo. Và người ta hỏi hai loại axit béo này là ai? Rồi, bây giờ các bạn để ý này, về nói về công thức chung của chất béo thì đối với bài này cô sẽ sử dụng công thức gồm 3 gốc R1, R2, R3, được chưa? Đây, về công thức này. Rồi, bây giờ các bạn để ý rằng khi thủy phân nó chỉ thu được hai loại axit béo, chứng tỏ rằng hai trong ba gốc này nó phải giống nhau, được chưa? Rồi bây giờ cô sẽ đi tính này, cô viết phương trình trước đi. Vậy khi nó thủy phân thì nó tạo thành một gốc glycerol và ba gốc axit béo. Khi các bạn làm nhanh rồi thì các bạn cũng không cần phải viết phương trình nữa, bởi vì nó rất là mất thời gian cho các bạn. Thì cô đã phân tích ngay từ ban đầu với các bạn rằng là trong ba gốc này thì phải có hai gốc giống nhau, cho nên nó mới tạo thành hai cái loại axit béo đó, đúng chưa? Rồi bây giờ cô có này, số mol glycerol của cô là bằng khối lượng chia m lớn. Khối lượng glycerol đề cho là 46, m lớn của nó là 92. Các bạn bấm ra ha. C3H5OH 3 lần bằng 92. Vậy thì rằng cô tính ra được số mol của nó là 7,5 mol, đúng chưa? Rồi, vậy anh này là 0,5 thì cô suy ra được cái anh chất béo này là 0,5 mol. Vậy từ đây cô sẽ tính ra được m lớn của cái chất này, đúng không?
M lớn sẽ bằng 444 chia 0,5. Rồi bây giờ chúng ta thấy này, đối với hai cái chất này, đối với cái chất này M lớn bằng 888. Mục đích của cô là cô đi tìm ba cái gốc này này, R1, R2 và R3. Vậy thì rằng cô sẽ đi trừ ha. 888 này sẽ bằng R1 cộng R2 cộng R3 cộng COO là một gốc là 44, và cô nhân 3 cộng C3H5 là 41. C3H5 chính là ba này cộng lại này. CH2 này là C3H5 này. Rồi. Vậy cô sẽ tính ra được gốc R1 cộng R2 cộng R3 là bằng bao nhiêu? Bằng 715. Tuy nhiên nó phải có hai trong ba gốc giống nhau. Và cô giả sử ở đây là gốc R1 với R2 giống nhau đi, được chưa? Thì cô có là 2R1 cộng R3 là bằng 715. Được chưa? Giả sử là R1 và R2 giống nhau. Thì bây giờ cô sẽ làm phương pháp như sau. Chúng ta biết rằng này, ở đây là phải là ba gốc axit béo, đúng không? Và chúng ta biết rằng axit béo của chúng ta là có các loại là C15H31 COO, C17H35 COO, C17H33 COOH và C17H31 COOH. Bây giờ giả sử của cô ở đây sẽ là gốc R1. Nếu như gốc R1 của cô là C15H31, đúng không? Thì có nghĩa R3 của chúng ta sẽ bằng mấy? Thì cô sẽ bấm máy ra này. R1 là C15H31, M lớn của C15H31 là 211. Cho nên cô sẽ tính ra gốc R3 sẽ là 293. Tiếp theo, cô gắn gốc R1 của cô là C17H35. Thì gốc R3 của cô là bao nhiêu? R3 của cô là 237. 237 này chính là gốc nào đây con nhỉ? 237 chính là gốc C17H30-13. Vậy đáp án của chúng ta là gì? Hai axit béo này là C17H35 COOH và C17H33 COOH. Vậy đáp án đúng của cô là đáp án D. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua nội dung của câu hỏi số 3.
ta sẽ qua nội dung của câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 của chúng ta có nội dung như sau. Câu 3, cho các phát biểu sau. A, đấy là chất béo được gọi chung là triglyceride hay triangsin glycerol. B, đấy là chất béo nhẹ hơn trong nước, nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Đáp án C, phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Đáp án D, triolein có công thức lần lượt là C17H33COO tất cả 3 lần, C3H5, C17H35COO tất cả 3 lần, C3H5. Số phát biểu đúng là đáp án A là 3, đáp án B là 2, đáp án C là 4 và đáp án D là 1. Đối với câu này cũng là một loại câu lý thuyết và đây chính là đề thi tuyển sinh của khối A năm 2012. Chất béo được gọi chung là GS, là triglyceride hay triangsin glycerol. Đây chính là đáp án đúng. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Đây chính là một phát biểu về tính chất vật lý của chất béo và đây cũng là phát biểu đúng. Đáp án C, thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. Thì các bạn nhớ rằng đối với phản ứng thủy phân chúng ta có hai loại. Đối với trong môi trường axit thì đấy là phản ứng thuận nghịch. Còn trong môi trường kiềm thì nó là phản ứng một chiều và nó được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Vậy đáp án C cũng là phát biểu đúng. D, triglyceride, triolein lần lượt có công thức C17H33COO tất cả 3 lần C3H5, C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Thì đây là phát biểu không đúng. Triglyceride là chất béo có nguồn gốc là từ axit stearic và axit stearic của chúng ta có công thức là C17H35COOH. Cho nên rằng này, stearin, triglyceride là công thức của nó là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Thì các bạn nhớ rằng triglyceride này đối với gốc C17H35 này, gốc này là gốc no, cho nên cái axit chất béo này là chất béo no. Rồi, tương tự triolein, olein của chúng ta axit oleic là C17H33COOH. Vì vậy triolein của chúng ta phải là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Và các bạn nhớ rằng C17H33 này là cái gốc mà nó có một liên kết đôi C nối đôi C. Chính vì vậy cái chất béo này này nó có 3 gốc C nối đôi C. Vậy khi các bạn viết phản ứng cộng với hydro thì các bạn lưu ý rằng là nó phải cộng được với 3 phân tử hydro. Thì các bạn lưu ý ha. Thì đối với câu này chúng ta có 3 đáp án đúng. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án A. Chúng ta chuyển sang nội dung của câu hỏi số 4.
Câu hỏi số 4 của chúng ta có nội dung như sau. Đốt cháy hoàn toàn một mol chất béo thì thu được lượng CO2 và nước hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác, amon chất béo trên tác dụng tối đa 600 ml dung dịch nước brom 1m và giá trị của A là đáp án A 0,2, đáp án B là 0,15, đáp án C 0,3 và đáp án D là 0,18. Các bạn lưu ý rằng đối với chất béo mà phản ứng cộng với dung dịch nước brom thì chúng ta nhớ rằng này, một một liên kết đôi này của chúng ta sẽ tác dụng được với một mol brom. Về bản chất của nó, phản ứng cộng của nó xảy ra như sau. Đây, cộng thì nó cộng vào liên kết đôi, cho nên một phân tử brom của chúng ta sẽ vào đây và một phân tử vào đây và phá vỡ liên kết đôi thành liên kết ba, được chưa? Rồi bây giờ để biết được nó tác dụng được với bao nhiêu mol brom ở đây thì cô sẽ có công thức chung của chất béo như sau. CnH2n cộng 2 trừ 2k và O của nó là O6, bởi vì chất béo là ba nhóm COO, có nghĩa là 6 oxy. Thế các bạn lưu ý đối với công thức này, cô ôn tập một tí bởi vì cái này có liên quan đến kiến thức cũ. K của chúng ta ở đây là sẽ bằng số liên kết pi cộng V. Pi này là số liên kết pi chứ không phải là 3,14 như trong toán học. Thì một liên kết đôi này này là nó sẽ có một liên kết pi, và một liên kết ba của chúng ta là có hai liên kết pi. Còn liên kết đơn thì không có liên kết pi. Các bạn nhớ ha. V là số vòng của hợp chất hữu cơ. Bây giờ các bạn sẽ đốt cháy chất béo này cộng oxy, thu được CO2 cộng nước. Ở đây NC cho nên cô cân bằng CO2 là N. Nước của cô hydro này là 2N cộng 2 trừ 2K, cho nên nước ở đây là cô phải là N cộng 1 trừ K. Và chúng ta thấy rằng này, đề người ta cho này, đốt cháy một mol chất béo thì thu được lượng CO2 và lượng nước hơn kém nhau 6 mol. Có nghĩa ra là số mol CO2 trừ số mol nước là bằng 6. Đúng không? Và theo phương trình thì số mol CO2 ở đây của chúng ta là N, đúng không? Trừ nước là N cộng 1 trừ K là bằng 6. Điều này tương đương với cô tính ra được K của cô là bằng, K là bằng 7. Rồi ở đây rất nhiều bạn nếu không cẩn thận là các bạn sẽ kết luận này, K bằng 7, và nhiều bạn kết luận rằng là một mol chất béo này nó sẽ tác dụng với 7 mol brom là nó sai. Bởi vì ngay từ ban đầu cô nói rằng K bằng 7, cho nên bạn kêu rằng, bạn nói rằng là nó có 7 liên kết đôi thì là đúng chứ không phải sai. Tuy nhiên cô nói rằng này, chỉ có cái liên kết đôi, đối với chất béo chỉ có liên kết đôi giữa hai carbon nó mới phản ứng được với dung dịch nước brom. Vì vậy các bạn lưu ý rằng là 7, K bằng 7 này, trong này là đã có gì đây? 3 liên kết đôi COO, đúng không? Ở trong gốc este, và còn lại của chúng ta là 4 liên kết đôi CC. Vậy nếu như các bạn kết luận như vậy là các bạn sẽ sai nha. Cho nên rằng kết luận đúng của chúng ta này, chỉ có 4 liên kết đôi này nó mới tham gia được phản ứng cộng với dung dịch nước brom. Cho nên chúng ta kết luận một mol chất béo sẽ phản ứng được với 4 mol brom. Đây mới là kết luận đúng. Và chất béo của chúng ta là amon, đúng không? Thì suy ra ở đây là 4A. Mặt khác thì chúng ta sẽ tính được số mol brom ở đây. Số mol brom sẽ bằng này, nồng độ là 1 nhân thể tích
thể tích dung dịch là 600ml thì bắt buộc bạn phải đổi ra là 0,6 lít. Đúng chưa? Vậy số mol brom là bằng 0,6. Theo phương trình thì số mol brom là bằng 4A, có nghĩa là 0,6 nó bằng 4A. Và cô suy ra được A bằng 0,15 mol. Vậy đối với câu hỏi này thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung của câu hỏi số 5. Rồi, câu hỏi số 5 có nội dung như sau. Xà phòng hóa hoàn toàn m kg chất béo cần dùng vừa đủ 20 lít dung dịch NaOH 3m. Kết thúc phản ứng thu được 15 kg xà phòng và tìm m kg chất béo, tìm giá trị m đấy. Thì đối với bài toán này thì đây là một cái bài toán dễ chứ không phải khó. Các bạn lưu ý này, đối với chất béo mà khi nó phản ứng xà phòng hóa với NaOH, chất béo, bản thân chất béo nó là trieste của glycerol với axit béo. Và các bạn biết rằng một nhóm chức este, ngoại trừ este của phenol thôi thì cô không nói, nhưng mà một nhóm chức của este thì nó phản ứng được với một mol NaOH, đúng chưa? Ở đây trieste là ba nhóm chức este thì nó phải phản ứng được với ba mol NaOH. Như phiên livestream trước cô đã ôn tập rồi. Và nó sẽ tạo ra một mol glycerol và xà phòng, và ba mol xà phòng. Xà phòng này chính là muối của axit béo với kim loại kiềm. Thì ở đây cô có này, số mol NaOH của cô là bằng nồng độ nhân thể tích. Nồng độ là 3 x 20 là 60 mol. Từ NaOH cô suy ra được glycerol của cô là 6 x 1 chia 3 là 2 mol. Và cô đi tính khối lượng glycerol. Khối lượng là bằng số mol nhân m lớn. Glycerol có công thức là C3 này, H5, OH 3 lần. M lớn của anh này các bạn bấm ra là bằng 92. Vì vậy cô có số mol glycerol là 2, khối lượng glycerol là 2 x 92. Là bằng 184. Yeah. Vậy hiện tại trong tay của cô đang có là khối lượng của glycerol là 184. Khối lượng của xà phòng là 15kg thì cô phải đổi ra gam để cho nó đồng nhất về đơn vị này. Là 15 x 10 mũ 3. Yeah. Vậy cô đi tính khối lượng NaOH nữa và cô bảo toàn khối lượng thì sẽ ra được khối lượng của chất béo. Bây giờ cô sẽ đi tính khối lượng NaOH ha. NaOH là 6 mol cho nên là cô tính khối lượng NaOH là bằng 6 là số mol này, nhân 40 là m lớn của NaOH và bằng 240g. Vậy khối lượng NaOH của cô là 240g. Vậy từ đây cô sẽ đi bảo toàn khối lượng để cô tính ra được khối lượng của chất béo.
bảo toàn khối lượng thì cô có này. Theo phương trình thì khối lượng chất béo cộng khối lượng NaOH sẽ bằng khối lượng xà phòng cộng với khối lượng glycerol. Rồi, bây giờ cô thế vào ha. M chất béo cộng với NaOH ở đây, lúc nãy cô tính ra là 240 cộng bằng xà phòng là 15 nhân 10 mũ 3 và cộng với glycerol là 184. Và từ đây cô sẽ tính ra được khối lượng chất béo. Và ra được 14,44 144 gam. Vậy đối với khối lượng là 14,44 gam này thì cô sẽ đổi ra kg là bằng cách chia 1000 là bằng 14,44 kg. Vậy đây chính là nội dung của bài giảng ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ có một buổi ôn tập hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.